Kênh Chợ Đầu Mối mong xin kính chào quý khách hàng, quý vị khán giả, kính chúc quý khách hàng, quý vị khán giả có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Video này mình cập nhật cái giá thịt bò nha quý vị. Thịt bò. Thịt bò bò tươi. Thì ở đây là hàng này là hàng tươi mới nha quý vị, không phải là hàng đông lạnh. Thì ở đây em bán là thịt bò nè, có rất là nhiều loại nha quý vị. Rồi có cái số điện thoại của em đó trên màn hình video đó quý vị. Quý khách hàng, quý khán giả mà mua với số lượng nhiều cứ đặt hàng trực tiếp em đã ship đến nơi luôn nha quý vị. Thì ở dịp Tết này á, quý khách hàng á mua rồi cắt sao luôn hả? Vâng. Mua cắt ra luôn. Vâng. Thì ở dịp Tết này á, khán giả của kênh Chợ Đầu Mối Hóc Môn mà cũng mình chia sẻ cái clip này đó để khán giả có cô chú anh chị em và khách hàng á có sử dụng về thịt bò, mua thịt bò thì mua ủng hộ cái gì. Thì cái số điện thoại của em á cũng có trên màn hình video cái gì. Đâu bà chủ giới thiệu coi. Cái nào là 80.000 đâu? Là 80.000 này. 80.000 nè, dạ. Bò 80.000 đó, mình khoái cái chỗ 80.000 nha quý vị. 80.000 vô đây. Xào ớt này, nấu bò khô này. Rồi xào sợ ớt nấu bò rồi để nó lấy cái tay ra tôi quay gần lại coi. Rồi. Nó tươi mới khỏi nói luôn nha. Cái này là hàng tươi mới 100% ha. Ô. Bao ngon luôn anh nha. Em đã nói là thịt bò nóng mới bao ngon luôn. Rồi, 80.000 rồi cái này. Cái này á là bắp cắt ra 100.000 ký này. Bắp miếng cho bá luôn này. 100.000 một ký. Yeah. Bắp bò hả? Cái này là bắp mà cắt ra rồi. Bắp cắt ra rồi. Mình không hiểu luôn. 100.000 một ký. Em nói sao mình chia sẻ là vậy luôn. 100.000 một ký. Thì có cái số điện thoại của bà chủ bán thịt bò trên màn hình video á, quý vị khán giả xem có mua thịt bò thì cứ liên hệ trực tiếp nha quý vị. Liên hệ trực này. Tiếp cái gì đó là cái gì? Cái này là thăn này. Thăn hả? 170.000 một ký. Dạ. Thăn đó là 170.000. Dạ. Lấy sỉ thì có bớt xuống cái đỉnh. Lấy nhiều á thì lấy sỉ thì nhiều thì bớt xuống chút đỉnh. Rồi đây nghe em chia sẻ vậy quý vị. Cái này là tái mềm này. Tái mềm 150.000 một ký. Tái mềm 150.000 một ký. Lấy nhiều cũng bớt này. Lấy nhiều cũng bớt tái mềm. Cái này 140.000 ký thịt tái nhưng mà phần mông. Thịt tái nhưng mà phần đó là mông. 140.000 một ký. Rồi, cái này là bắp giá. Bắp giá. Cái này 130.000 một ký. 130.000 một ký bắp giá. Miếng thịt ngon này. Ngon. Về xào xả ớt nấu bò kho làm gì cũng được, nấu bún bò này. Đúng rồi. Cái này là bắp giá này. Bắp giá. Rồi. Sang đến phần này nạm cổ này. Nạc cổ là nạc cổ nhiêu? Nạm cổ 120.000 một ký. Nạc cổ 120.000 một ký. Nạm nhá, nạm cổ. Ừ. Đây, ngon quá trời luôn này. Ngon quá trời luôn thiệt đó. 120.000 một ký. 120.000 đồng một ký. Rẻ nhất ở đây là 80.000 đồng một ký. Thì cái này là phần gân. Nãy giờ mình mắc nhất là mình có trăm mấy? Mắc nhất là 170.000. Mắc nhất là 170.000. Bò nhà mổ ra, không qua trung gian. Không qua trung gian hả? Nhà từ mổ ra từ đi bán luôn, không qua trung gian cho nên là bán giá rẻ. Đúng rồi. Cho bà con ăn này. Đúng rồi. Cái này là gân thăn này. Gân thăn. Rồi 100.000 một ký. 100. Về là xào xả ớt nấu bò kho. Dạ. Gân thăn 100.000 đồng một ký. Cái gì? Cái này bắp luôn này. Cái bắp, này bắp hoa là cái nào ngày hôm qua tôi mua? Bắp hoa đây. Bắp hoa này. Bắp hoa đây.
Bắp hoa còn cái nào không? Tại sáng mai mang lên 800 kg tất cả mà bỏ mối hết rồi, còn nhiêu đây à? Dạ, ơi dạ. Bán 800 kg bỏ mối hết rồi. Bắp hoa hết rồi hả? Bắp hoa là 130.000 một ký mà bắp, hết rồi. Bắp hoa 130.000 ký rồi hết rồi. Thôi, tới cái này thì không có rồi. Cái này là gì? Cái này vụn nhưng mà kiểu vụn lớn á, thịt ba chỉ. Thịt ba chỉ, vụn lớn, thịt ba chỉ là nhiêu? Rồi, cái này 110.000 một ký. 101 một ký. Rất là rẻ quý vị. Và trên màn hình video á, cái số cứ mình cũng muốn mua thịt bò, mình mới mua cái phần thịt nào, loại thịt nào thì khán giả cứ gọi điện thoại đây là gặp bà đây. Còn cái bò viên này 80.000 một ký này. Bò viên 80.000, nhà làm luôn. Đúng rồi, hút chân không, bao vệ sinh an toàn sạch sẽ. Hút chân không luôn để cho nó không bị bụi vào này. Rất là ngon. 80.000. 80.000 một ký. 80.000. Mọi người ăn gì thì ủng hộ giùm em nhé. Rồi, đúng rồi. Cái điện thoại trên màn hình ủng hộ em ship tận nơi. Ship tận nơi luôn. Bao ship luôn hả? Bao ship trong Sài Gòn hả nha quý vị. Chứ mà ở Bình Dương gọi em đến ship là chắc em khóc không. Quá. Wow. Ký trở lên là bao ship luôn, còn 1-2 ký thì bán tại chỗ đây. 5 ký trở lên thì em mới bao ship. Còn 1-2 ký phải đến đây mua nha quý vị. Thì qua cái chia sẻ 3 giờ sáng là ở đây bắt đầu bán rồi nha quý vị, là có rồi. 800 kg hàng ở đây và nào cũng thế đấy. 3 giờ sáng là 800 kg hàng ở đây á. Đúng rồi, 3 giờ sáng 700 kg hàng ở chỗ này quý vị. À, 80.000 một ký nha quý vị. Thịt bò 80.000 một ký. Thì cái giá thịt bò đó là chia sẻ từng phần đó, nó rất là cụ thể và rõ ràng nha quý vị. Video của kênh Chợ Đầu Mối là hoàn toàn trung thực nha quý vị. Đây nha, bán được cho chị này 5 ký cân thăng này luôn. Đây là cân thăng 5 ký nè. Bây giờ đó là 7 giờ sáng quý vị. Ở đây bán cũng sắp hết rồi. Bây giờ là sắp hết rồi. Đúng rồi, sắp hết rồi, trễ rồi. Ở đây bà bán là 3 giờ sáng bắt đầu. Em bán còn mối là gì đó, cho nên là... Qua cái chia sẻ của bà chủ thì ở đây là như họ... bỏ mối là chủ yếu quý vị. Rồi 100.000 một ký dụng lớn, 80.000 không mớ này cho chẳng. Đi. 80.000 100.000 là có một ký thịt bò quá sức, mắc nhất là 170 em nó bắp mềm gì đó. Anh mua cho em bọc bọc cái này không nghe. Bọc cái này không. Rồi chúc mừng thì bà con tiểu thương bán được đó thì mình chia sẻ video là mục đích đó là kết nối với người tiêu dùng á, với cái bà con tiểu thương mua bán hàng tại chợ Đầu Mối không ngon quý vị. Và những cái người mà dám mà đăng video lên, bỏ số điện thoại mình lên để thương lượng mua bán là những cái người đó làm ăn nó chân chính nhưng mới dám nha quý vị. Làm à. Có giấy chứng nhận an toàn thực phẩm luôn nha anh. Dạ, có giấy chứng nhận an toàn thực phẩm luôn. Thì đó vậy đó quý vị. Cái qua cái nhận xét mà nói chung của mình là nó vậy, họ mà họ dám mà đăng lên mạng xã hội rồi để số điện thoại, dám ra mặt để quảng cáo thì là toàn bộ là trung thực, nó dám. Đúng rồi, rõ ràng nó trung thực rồi họ mới dám chứ không phải đâu. Tại vì mình làm video ở trên cái kênh mình biết mình quay nhiều nơi nhiều chỗ lắm.
đó. Cái đó là 17 phải không? Dạ. Cái đó là mắc nhất. 3-4 giờ sáng ở đây có rất là nhiều mặt hàng để lựa chọn. Đúng rồi. Bây giờ là em bán hết rồi đúng không? Dạ. 3 giờ sáng có gì? 3 giờ sáng là cũng như là cái lò mổ đó, vừa làm xong là mới là dọn ra chợ á. Là vào lúc 3 giờ sáng là đầy đủ hết tất cả các mặt hàng về thịt bò là em đã có bán hết. Nhưng gân chân đuôi lá sách cái gì đầu tổ ong cái gì rồi đầy đủ hết tại nhà làm mà cái gì đầy đủ hết rồi vào lúc 3 giờ sáng á. Nhưng mà có cái á là sáng mình ra bây giờ này nó trễ đó quý vị thì mấy cái loại đó là nó hết. Nhưng mà mai mốt là em bán đến 11 giờ luôn anh. Mai mốt bán tới 11 giờ trưa luôn. Bắt đầu từ bây giờ là bán tới 11 giờ trưa luôn anh. À bây giờ nếu như là trễ cái gì? 3 giờ sáng đến 11 giờ trưa bây giờ là sắp hết nhưng mà về muộn thêm chút hồi là có này. À. Dạ. Thì bây giờ thì đang làm thêm chút hồi là có do nay để cho nên là bán nhanh hơn. À bà chủ qua chia sẻ rất là nhiệt tình quý vị. Cụ thể cứ gọi điện thoại nha quý vị, mình có mua thịt bò thì ủng hộ nơi này quý vị, mình thấy rất là trung thực, rất là chân tình quý vị, mua bán nói chuyện rất là vui vẻ nha quý vị, thịt mua vừa bán, mình cũng giới thiệu khán giả và khách hàng đến với chỗ bán thịt bò này quý vị. Thịt bò tươi thì nơi đây bán cũng nằm trên đường Nguyễn Thị Sóc quý vị, vừa qua chợ Đầu Mối Hóc Môn quý vị. Đây này em bán đường Nguyễn Thị Sóc nha quý vị, mặt tiền đường Nguyễn Thị Sóc. Cứ mua gì thì cứ gọi trực tiếp. Rồi trực tiếp nha quý vị. Đây là ngoài đầu đường Nguyễn Thị Sóc á, mình quay ra hướng này là đầu đường Nguyễn Thị Sóc á, quẹo vô qua chợ quý vị, qua chợ có chừng 200m là tới chợ bán thịt bò quý vị. Rồi video mình kết thúc quý vị. Nếu quý khách hàng khán giả thấy video này có ích bị thì xin hãy nhấn đăng ký kênh để kênh được phát triển và nhớ bấm vào cái chuông để nhận được thông báo khi kênh có video mới nhất. Xin cảm ơn quý khách hàng, quý khán giả đã xem video này. Chào tạm biệt quý khách hàng, quý khán giả. Hẹn gặp lại quý khách hàng, quý khán giả video tiếp theo. Bye bye.